Trời ơi trời. Flower vậy đó hả? Điệu hết ớn luôn. Trời ơi trời 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 trời. Này đi ngắm hoa ở trong xóm nè các bạn. À, đây có cây hoa. Cây hoa đào trắng nè, đẹp quá chừng luôn. Hello mọi người. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và trời cũng ấm áp. Cho nên hai mẹ con mình sẽ đi ra ngoài đi dạo ngắm hoa. Ngắm hoa mùa xuân ở bên đây thì có rất là nhiều hoa mọi người. Chỉ cần đi dạo trong xóm thôi là đã có rất là nhiều loại hoa rồi. Mời các bạn cùng đi theo mình ngắm hoa ở trong xóm và ngắm nhà cửa ở Anh như thế nào nha mọi người. Hoa hôm nay đã rụng bớt rồi các bạn. Bây giờ đã ra lá nhiều rồi. Cái hoa màu trắng nè. Đẹp quá chừng. Đây, cây hoa của em đây. Hello. Tí tí. Đi từ từ thôi con, chạy té đó. Ở bên phía bên đây cũng có mấy cây hoa nữa nè mọi người. Đi qua đây xem. Có cây hoa kia màu đỏ đó. Màu hồng đậm luôn, đẹp quá chừng. Kìa chi. Đó có cây hoa kìa, cái màu hồng đẹp quá kìa. Thấy không? Màu đỏ đó. Trời ơi bà điệu xứng không. Cái gì vậy? Rớt cái bông rồi hả? Take it in your pocket. Thank you. Làm gì vậy cô nương? Ở cái sau hàng, sau hàng rào của cái nhà này người ta có cây hoa anh đào màu hồng nè các bạn. Phía bên này có cây hoa đẹp quá. Chứ lại đây coi cái bông này đẹp quá nè. Cái bông này bông gì đẹp quá. Đừng có leo lên trên nhà người ta con. Cái này hoa anh đào màu hồng, màu hồng đậm. Ơ đi ra đi ra. Come on. Đừng có đi vô con trong cái giường cỏ của người ta. No no no. Come on. Đi đây. Đẹp quá nè. Chị Chí đi đâu mất tiêu rồi cả. Chí đi mất tiêu luôn rồi nè. Con gì buồn hiu vậy? Mặt chị nó xạo dữ lắm luôn á. Ở đây có một cái cây hoa đào màu hồng đậm nữa nè. Cái màu này đẹp quá chừng luôn á mọi người. Công nhận cái màu này nó đẹp ghê. Màu đậm nè. Ở đằng kia cũng có mấy cây nữa kìa. Đến đây có cái cây này, cái lá màu giống như là cây của Nhật Bản á các bạn, mà không biết cây tên gì nữa. Lá phong phải không? Nó có nhiều loại, nó có nhiều màu đẹp lắm. Ở bên kia có hai cây đào màu hồng nữa kìa, đẹp quá. Bên đây một cây nè. Phía bên đây một cây nữa nè. Đây có cây hoa mộc lan nè các bạn. Cái hoa mộc lan này cánh to. Cái này giống như là màu tím nhạt á. Mộc lan này đẹp quá chừng. Nhưng mà nó cũng đã nở lâu rồi. Bây giờ sắp tàn hết rồi mọi người. Đây nè. Đẹp quá ha. Đi con. Let's go. Ở trên đây cũng có cây hoa đào. Ừ. Nó hoa gì vậy? À đừng đụng con. No no no.
Này hoa tulip. Hoa tulip này cái màu đẹp quá chừng luôn á, màu hồng đẹp quá nè. Trên đây là cây hoa anh đào nè các bạn. Cái này hoa anh đào này màu hồng nhạt. Ở đây có mấy cây hoa này cái màu giống như màu xanh đó. Màu xanh xanh tím tím. Blue đẹp quá ha. Cái nhà này có trồng hoa bên ngoài đẹp. Đây là cái nhà hàng xóm nè các bạn. Ở nhà hàng xóm kế nhà mình luôn á. Cái cô kế nhà mình cũng trồng rất là nhiều hoa. Ở đây có một cái cây hoa mộc lan nữa nè. Cái mộc lan này thì màu tím đậm. Mà cái này giống như cánh nhỏ đó, đừng đụng gần cận thấy con. Cánh nhỏ hơn cái hoa lúc nãy. Đẹp quá ha. Bông nhiều lắm. Đây nè. Màu tím đậm nha. Bông quá chừng luôn á. Let's go con. Cây này nhỏ xíu mà nhưng còn nhỏ nhưng mà hoa nhiều lắm. Phía bên kia là nhà của mình. Cây này hoa gì mình không biết tên nhưng mà mùa này cũng đi cũng thấy rất là nhiều nhà có hoa này nè các bạn. Hoa to lắm, màu cũng rất là đẹp. Cái cây này là mùa đông không có bị rụng lá, lá quanh năm luôn. Cái nụ dễ thương ha. Đẹp quá nè. Nhiều lắm. Hồi nãy giờ đi hướng bên tay phải các bạn. Bây giờ mình sẽ đi hướng bên tay trái của nhà mình nha. Ở phía đây, dưới đây cũng có nhiều hoa lắm. Ở đằng đó có cây hoa đào nữa kìa. Ở bên kìa, bên kia có cây hoa nữa kìa. Thấy không? Ở nhà mình cũng có cây hoa này nữa nè. Ngoài sau vườn, cái vườn sau có cái cây này nè. Cái này hoa đẹp lắm. Màu vàng rực luôn nhưng mà cái lá nó có gai á. Đẹp ha. Có hoa là sẽ có ong nhiều lắm các bạn. Giờ trời ấm lên là ong nhiều lắm. Quá trời vàng rực luôn. Hoa tí tí dễ thương á, nhỏ chiếu à. Phía bên đây có cây hoa đào nè. Cái cây này còn nhiều hoa quá chừng luôn. Xum xê luôn nè. Đẹp quá. Hoa quá chừng luôn. Ở kế bên nhà mình luôn mà bây giờ mình mới phát hiện nè. Tại vì mình không có, bình thường không có quẹo trái, chỉ quẹo phải thôi. Tại vì đi ra ngoài đó, chứ không có đi vô trong. Hôm nay đứng ở trên, đứng ở ngoài sau vườn sau á, mới nhìn ra ngoài đây mới thấy nè. Đẹp quá. Quẹo qua đó là tới nhà rồi đó. Cái nhà này trồng mấy cái hoa lý tí nè mọi người. Mấy cái hoa nhỏ 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 này mà đẹp ghê á. Hoa nhỏ xinh. Mấy cái hoa này nhà mẹ chồng mình cũng có nữa. Cái màu đẹp ha, có chút chiếu à. Cái bông có chút chiếu à. Nè, cái hoa có chút chiếu luôn á. Con này nó mà cắn một cái nha. Kìa kìa, the bee, the bee. Đây là màu trắng à. Cái bông này nhỏ xíu nè chi. Cái tí tí nè, đẹp không? Mấy cái hoa tí tí này dễ thương quá à. A bee eating a flower. Con ong nó ăn cái bông hoa đó hả? Có cái cây này cái lá nó đẹp quá, cái lá nó màu đỏ nè. Chết, chị đừng có đụng nó nha, nó cắn con á. Eating a flower. Oh no. Eating one flower. Eating a flower. A bee eating a flower. The bee and the boy and the girl đây. Why bay đi chỗ khác rồi. Cái nhà này trồng nhiều cái cây bông nhỏ nhỏ dễ thương quá.
kia có cái bông gì đẹp quá chừng luôn nè, cái màu quá trời đẹp luôn á, cái màu đẹp quá chừng, màu hồng đậm. Hoa này nở lâu lắm các bạn, lâu lắm mới tàn. Bà Chi bả đi mất tiêu rồi. Bà Chi bây giờ bả đòi, bả không chịu về, bả đòi qua nhà bạn chơi. Cái nhà đối diện nhà mình có hai bé gái, mà đâu phải ở bên này, đâu phải giống như Việt Nam đâu các bạn, đâu phải nhà hàng xóm kế bên, nhưng mà đâu phải muốn qua lúc nào là qua, qua là phải hẹn trước, người ta rủ, người ta mời mình mới đến. Có dịp gì á rủ đến, ví dụ như người ta làm tiệc gì nhỏ, hoặc là rủ đến uống cà phê, hay là cho mấy đứa nhỏ chơi với nhau, rủ mà cũng phải hẹn trước cả tuần á, chứ không phải là tự nhiên muốn đến lúc nào đến như ở Việt Nam mình. Chờ bữa lại gõ cửa, come on, đi. Nãy giờ mình quẹo phải quẹo trái xong rồi, giờ mình sẽ đi thẳng nha mọi người, đi thẳng lên cái xóm của mình. Cái cây này hôm bữa mùa đông nó rụng hết trơn rồi, bữa nay nó lên lá xanh lại rồi nè mọi người. Bây giờ chiều rồi, rủ ba Chi đi dạo luôn, ba Chi đã làm việc xong. Cái nhà này người ta xây cái gì từ bữa tới bữa nay luôn nè. Đang xây dựng cái gì trong đây, bữa giờ cũng hơn cả tuần rồi đó. Trời trời trời, chạy qua chạy lại kha không đó. Ồ, cái nhà này cũng có cây hoa sakura này, bữa nay nó cũng đã rụng, nó tàn sắp hết rồi mọi người. Let's go con. Four and seven hả? Yeah. Cái số nhà 47 Chi nó si four and seven, cái số này số mấy đây Chi? Nè số này số mấy? 4, 5. 4, 5, that's right. Yeah, Chi giỏi quá. Nắm tay bà. Nắm tay ba đi con. Mama. Dạ. Chị nắm tay check cốp đi. Hân check cốp hân. Mấy cái nhà này cũng ở gần sát đường, nhưng mà có một cái khoảng sân nhỏ nè mọi người. Khoảng sân nhỏ người ta cũng tận dụng trồng cỏ luôn, đẹp. Ơi con. Ok đâu. Mấy cái nhà bên đó đẹp hả mọi người. Nhà ở đây á mọi người nhìn kỹ nha. Nhiều khi thấy một cái nhà rất là lớn nhưng mà có hai cái cửa đó, có nghĩa là một cái nhà nó dính liền nhau. Ờ cái nhà này có. Come on chị, honey, just keep going. Có hoa tulip đẹp quá đó. Cái nhà bên kia cũng có một cái hoa anh đào nữa kìa. Cái hoa này nó cao ghê, cái nhà này trồng rau trồng hoa quanh năm luôn mọi người, rất là nhiều hoa luôn. Mùa nào cũng có hoa, bây giờ có hoa tulip kìa. Hoa tulip nhiều loại, nhiều màu, đẹp quá chừng luôn kìa. Đây nè mọi người, đẹp quá. Ở ngoài đây là đi ra tới đây là tới cái tàu điện rồi đó mọi người. Tới bến tàu, rồi xe buýt. Từ ở trong nhà mình đi ra đây khoảng 100m thôi. Đây có cây hoa anh đào nè mọi người. Bây giờ nó rụng quá trời luôn rồi. Đó, nó bay hết trơn rồi đó. Cái hoa này hôm bữa là nó sẽ cái hoa này lúc mà nở rộ là cái màu nó đậm hơn mọi người. Bây giờ nó tàn đó, xong rồi cái màu nó sẽ nhạt dần nè. Hai con chim bồ câu đang đậu. Cái cây này sao nó chưa có ra lá nữa, giống như nó bị chết rồi hay sao. Nhà này đẹp quá nè, nhà này to quá chừng luôn. Let's go rồi Chi. Bye.
Nhà mình có mấy cái nụ hoa nè các bạn. Hoa này mua trồng từ năm ngoái mà năm nay nó mới ra hoa đó. Này có mấy cái hoa này nhỏ xíu à, mà cái màu nó tím tím, nó xanh xanh tím tím, nó đẹp quá chừng luôn. Thì cái hoa này màu giống lá nè, giống như là cái ánh nắng mặt trời luôn á các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.